Trương Tiểu Huệ, mỹ nhân phim cấp 3, khiến hai đại gia phá sản và cái kết bất ngờ ở tuổi 58. Khiến ca sĩ giàu có nhất nhì showbiz trắng tay. Trương Tiểu Huệ sinh năm 1963, từng là một diễn viên phim cấp 3 Hồng Kông, nhưng sự nghiệp lại chẳng mấy đặc sắc. Thứ khiến người ta nhớ đến cô chủ yếu là đời tư ồn ào cùng những phát ngôn đầy tranh cãi. Trương Tiểu Huệ sở hữu nhan sắc xinh đẹp và xuất thân hào môn thế gia. Có thể nói, những gì Trương Tiểu Huệ có chính là niềm mơ ước của bất cứ cô gái nào. Năm 1987, Chung Trấn Đào, thành viên của nhóm nhạc The Greener, tình cờ gặp được Trương Tiểu Huệ qua buổi lưu diễn ở Canada. Vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa quyến rũ của Trương Tiểu Huệ đã khiến Chung Trấn Đào vừa gặp đã yêu. Anh quyết tâm theo đuổi mỹ nhân, tuy nhiên lúc này cô đã có người yêu nên hai người không thể ở bên nhau. Sau đó, bạn trai Trương Tiểu Huệ yêu cầu chia tay, định mình một lần nữa là say duyên cho cô và Chung Trấn Đào trong một lần đi mua sắm. Trương Tiểu Huệ nhanh chóng sa vào lưới tình với Chung Trấn Đào. Chỉ sau 21 ngày bên nhau, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Bố của Trương Tiểu Huệ không đồng ý chuyện này, nhưng khi thấy con gái và Chung Trấn Đào cùng quỳ xuống cầu xin, thì ông đã mối lòng. Trương Tiểu Huệ vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, tiêu tiền như nước và tủ đồ luôn chất đầy những món hàng hiệu đắt giá. Chính bố Trương Tiểu Huệ từng nói Chung Trấn Đào sẽ không nuôi nổi cô. Đáng tiếc là Chung Trấn Đào không nghe lời ông, vẫn kiên quyết muốn lấy Trương Tiểu Huệ về làm vợ. Năm 1988, Chung Trấn Đào tặng Trương Tiểu Huệ một đám cưới xa hoa chấn động Hồng Kông với chi phí lên đến hơn 3 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 10 tỷ đồng. Đây là một con số rất lớn thời điểm đó. Thậm chí, bộ váy cưới của Trương Tiểu Huệ cũng có giá là 130.000 đô la Hồng Kông, khoảng 400 triệu đồng, đủ thấy Chung Trấn Đào cưng chiều vợ đến mức nào. Kết hôn xong, Trương Tiểu Huệ sống một cuộc sống như bà hoàng khi tiêu xài cực kỳ hoang phí. Người đẹp này từng tuyên bố gây sốc, cơm có thể không ăn nhưng quần áo thì không thể không mua. Đầu những năm 90, sự nghiệp của Chung Trấn Đào bắt đầu sa sút và mức thu nhập của anh cũng giảm nhanh chóng so với thời đỉnh cao. Cộng thêm những suy nghĩ và quan điểm sống khác biệt khiến mối quan hệ giữa Chung Trấn Đào và Trương Tiểu Huệ ngày một xấu đi. Đến năm 1996, Chung Trấn Đào nghe lời vợ, vay mượn tiền khắp nơi mua 5 căn biệt thự. Tuy nhiên do khủng hoảng tài chính, anh mất đi tất cả, phá sản và còn phải gánh khoản nợ 250 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 750 tỷ đồng. Từ một nam ca sĩ giàu có nhất nhì showbiz, Chung Trấn Đào biến thành kẻ trắng tay, trên lưng cõng một món nợ khổng lồ. Cuối cùng, anh và Trương Tiểu Huệ ly hôn, đồng thời nhận quyền nuôi dưỡng con chung của hai người. Ngoại tình và ép đại gia bỏ vợ bị ung thư. Sau khi đường ai nấy đi với Chung Trấn Đào, Trương Tiểu Huệ công khai cặp kè tỷ phú Trần Diệu Mân. Theo giới truyền thông, Trương Tiểu Huệ đã ngoại tình với Trần Diệu Mân khi cô chưa ly hôn Chung Trấn Đào và vị tỷ phú này cũng là người đã có gia đình. Vì Trương Tiểu Huệ, Trần Diệu Mân vung tay tiêu những khoản tiền lớn và còn ly hôn với người vợ đang mắc bệnh ung thư, khiến các con ông sau này đều quyết định từ mặt cha. Tuy nhiên, trăng mật của cặp đôi chẳng kéo dài được bao lâu vì việc làm ăn của Trần Diệu Mân cũng lâm vào khủng hoảng. Đến năm 2002, vị tỷ phú này tuyên bố phá sản, người tình trắng tay, Trương Tiểu Huệ cũng bỏ rơi ông và hành động này đã khiến công chúng chỉ trích nặng nề người đẹp. Hồng Nhan Họa Thủy có cái kết bất ngờ ở tuổi 58. Thất bại trong chuyện tình cảm khiến Trương Tiểu Huệ giác ngộ được nhiều điều. Cô nhận ra rằng phụ nữ phải độc lập về tài chính mới có thể sống tốt. Không còn có quan trọng chuyện yêu đương và kết hôn nữa, Trương Tiểu Huệ bắt đầu cuộc sống kiếm tiền tự nuôi chính bản thân mình. Trương Tiểu Huệ chuyển sang hoạt động bên lĩnh vực thời trang và viết báo. Vì những khoản nợ tồn đọng trong những lần đầu tư trước đây khiến Trương Tiểu Huệ phải làm việc rất vất vả. Đó là điều mà cô chưa từng trải qua khi còn ở bên Chung Trấn Đào và Trần Diệu Mân. Sau khi trả hết nợ, Trương Tiểu Huệ mở cửa hàng thời trang và thu về khoản tiền 27 triệu nhân dân tệ, khoảng 96 tỷ đồng ngay trong năm đầu tiên. Việc làm ăn ngày càng phát đạt, Trương Tiểu Huệ nắm giữ trong tay khối tài sản hàng trăm triệu nhân dân tệ và tự mang đến cho mình cuộc sống giàu sang mà không cần nương nhờ vào bất cứ người đàn ông nào. Hiện Trương Tiểu Huệ đang sống một mình và ít khi gặp các con. Tuy nhiên, cuộc sống xa hoa mà cô tự gây dựng khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.